Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 14: Rùi nhặng niệm Phật vãng sanh. Khi chúng tôi ở nước Mỹ, ở Canada, trong Phật đường thường hay mở máy niệm Phật, câu Phật hiệu, câu A-di-đà Phật đều không gián đoạn. Có một số người ngoại quốc đến thăm viếng, họ hỏi: cái âm thanh này từ đâu mà phát ra vậy? Nghe rất là hay, họ rất thích nghe, liền tặng máy niệm Phật cho họ. Vậy thì đã kết duyên với họ rồi. Sau đó họ hỏi tôi: trong cái âm thanh này có ý nghĩa gì vậy? Chúng tôi giải thích đơn giản cho họ nghe là: cái âm thanh này ý nghĩa là thanh tịnh, là ý nghĩa của sự an vui, ý nghĩa của sự hoan hỷ, ý nghĩa của khỏe mạnh sống lâu. Khi họ nghe xong vô cùng phấn khởi. Vì sao vậy? Vì những thứ này họ đều cần có trong cuộc sống. Trong nhà chúng ta mở máy niệm Phật, quỷ thần cũng sẽ cùng nhau niệm Phật, âm dương đều được lợi ích. Thường nghe câu Phật hiệu cũng là nhắc nhở chúng ta công phu niệm Phật của chính mình không gián đoạn. Phương pháp này có rất nhiều chỗ tốt. Năm trước, tôi nhận được một tờ báo cáo của một đồng tu chuyển phát qua. Cậu ấy phát hiện rùi nhặn nghe niệm Phật được vãng sanh. Có rất nhiều như thế. Cậu ấy là một học sinh ở ký túc xá học sinh, trong phòng mở máy niệm Phật, phát câu Phật hiệu, rùi nhặn bay vào. Cậu định đuổi chúng đi, nhưng liền nghĩ lời Phật dạy: tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nên không đuổi chúng đi nữa. Và nghĩ có lẽ chúng đến để nghe kinh, niệm Phật. Bởi vì buổi tối cậu ấy có mở kinh Địa Tạng. Cậu ta thành tâm không khuấy nhiễu chúng, chúng cũng không khuấy nhiễu cậu ta. Sau khi nghe qua được một hai ngày, số rùi nhặn này chân thật vãng sanh rồi. Vì khi chạm thử, thấy chúng không nhúc nhích động đậy, thì ra chúng đã vãng sanh. Khi cậu ấy hiểu rõ việc vãng sanh này rồi, đem chúng đi chôn, giúp chúng lo việc hậu sự, niệm Phật hồi hướng cho chúng. Muỗi, gián, kiến, những động vật nhỏ, bạn có thể xem thường chúng hay sao? Không thể nào. Bạn có thể biểu hiện cung kính, khiêm hạ đối với muỗi, gián, kiến là bạn đã thực hiện được đệ tử quy rồi, đã thực hiện được thập thiện rồi. Thì đối với con người không cần phải nói, đây chính là học Phật vậy. Tại vì sao nói đây chính là học Phật? Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chính là làm như vậy. Đối với bất cứ những chúng sanh nhỏ nào cũng đều khiêm hạ, cũng đều cung kính. A Di Đà Phật.
Nam